Mẫu sản phẩm tiếp theo giới thiệu đến mọi người, mẫu này là mẫu nhị cảnh công danh phú quý kết hợp với cả thuận buồm xuôi gió. Được chế tác cái họa tiết trên nền là nền màu vàng. Đây là hình ảnh một con thuyền đang ra khơi này. Hai bên hông thì được chế tác họa tiết là nền hoa nhé. Hai bên hông. Mặt bên này là hình ảnh công danh phú quý, chim công và hoa mẫu đơn. Mặt hình ảnh đây, hình ảnh là con thuyền này, một con thuyền đang vươn sóng ra khơi. Và chúng ta cũng nhìn chi tiết được cái màu sắc và cái cách chế tác cái họa tiết ở trên sản phẩm. Ở dưới là hình ảnh những cái cánh hoa sen nhé, đang đỡ tất cả những cái họa tiết này. Xung quanh thì đều được chế tác hình ảnh là cánh hoa sen ở phần dưới chân. Sang đến mặt hình ảnh chim công này. Phần trên vai bình. Trên phần vai bình chúng ta thì nhìn thấy có hình ảnh cũng là những cái cánh hoa. Quan tâm đến bất kỳ mẫu nào thì mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu đó, gửi để chúng tôi có thể biết chính xác được là mọi người đang quan tâm đến mẫu nào.